Sáng nay, tỉnh Điện Biên đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Điện Biên, 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên đã đạt được trong suốt quá trình thành lập và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị tỉnh cần chú trọng phát triển thương mại dịch vụ du lịch, nhất là du lịch văn hóa lịch sử, sinh thái, chú trọng khai thác các nguồn lực xây dựng phát triển kinh tế, cân đối nguồn vốn trung ương và địa phương để xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là cơ sở hạ tầng giao thông. Phấn đấu đưa thành phố Điện Biên Phủ thành đô thị loại 2, tập trung phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xóa đói giảm nghèo, nông thôn mới. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng đề nghị tỉnh Điện Biên cần chú trọng công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, đấu tranh xóa bỏ hoạt động truyền đạo trái phép, tình trạng di cư tự do, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng. Thưa quý vị, 65 năm đã trôi qua, nhưng cứ đến những ngày tháng năm lịch sử, chúng ta lại nhớ về những người anh hùng đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Và sau đây chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những người anh hùng như thế. Anh hùng Đặng Đức Song, người được phong tặng là dũng sĩ đồi xanh trong trận đánh lịch sử Điện Biên Phủ năm nào. 65 năm đã trôi qua, nhưng cứ đến những ngày tháng năm lịch sử, những người lính năm xưa lại nhớ về đồng đội của mình nhiều hơn. Anh hùng La Văn Cầu và Đặng Đức Song vốn là những người đồng đội cùng sư đoàn 316. Tình bạn bền lâu của hai người lính nhiều năm qua ngày càng thêm thắm thiết. Chúng tôi rất tự hào lắm đấy. Là bởi vì được chiến đấu trong một cái đội hình của một trung đoàn 174 Cao Bắc Lạng anh hùng, lại ở trong cái đội hình của sư đoàn 316 anh hùng nữa, thì thôi hạnh phúc quá, không còn gì hơn thế ạ. Mỗi khi gặp gỡ, những câu chuyện về thời mưa bom bão đạn lại trở về trong ký ức những người anh hùng. Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với anh hùng Điện Biên Đặng Đức Song là trận chiến trên đồi xanh năm 1954. Đồi xanh thực chất là cao điểm 781, có vị trí chiến lược khi cách cánh đồng Mường Thanh có vài cây số. Tại đây có thể bao quát toàn bộ khu vực phía đông của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngay từ đầu năm 1954, đơn vị của ông đã chốt giữ tại đây, và ông đã góp sức giữ vững cao điểm này trước những đợt tấn công của địch. Phòng ngự ở đấy là trên mỏm đồi là một trung đội 11. Tôi giữ khẩu trúng liên, tiểu đội phó giữ một mỏm đồi. Thì ta đã đánh, địch đã xung, đã tấn công lên khoảng gần một tiểu đoàn, trong đó cái mũi của chúng tôi là hơn một đại đội. Thế trung đội chúng tôi là gồm ấy, tất cả là 24 người, đánh lui hơn chục tấn công lượt tấn công của địch hôm mùng 5. Ngày 7 tháng 5 năm 1956, 2 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, người chiến sĩ anh dũng quả cảm Đặng Đức Song được nhà nước tuyên dương và trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Ngày ấy, hành động của anh La Văn Cầu chặt đi cánh tay bị thương để ôm bộc phá đã được nêu gương để toàn quân học tập. Tinh thần đó đã tiếp lửa cho trận chiến tại Đồi Xanh, một cao điểm trọng yếu của chiến trường Điện Biên năm đó. Anh La Văn Cầu là người lá cờ đầu, đã coi như là bị thương vào tay, nhưng mà sau đó nhờ đồng đội coi như là cắt cái tay đi và băng bó lại, đồng chí lại tiếp tục ôm một phá lên để đánh lô cốt đầu cầu. Ý là chúng tôi đều được học tập rất kỹ về cái gương sáng đấy, để chúng tôi là phát huy truyền thống, là phát huy cái bản chất của người anh bộ đội cụ Hồ, của người coi như là anh hùng, mang cái ý chí quyết chiến quyết thắng để giải phóng dân tộc. Câu chuyện kể của những người anh hùng năm xưa đều là những tư liệu vô cùng quý giá để lớp lớp thế hệ đi sau có thể hiểu được phần nào về 56 ngày đêm chiến đấu gian khổ nhưng cũng rất đỗi hào hùng của dân tộc.
qua đó luôn ghi nhớ, trân trọng bao máu xương của ông cha đã đổ để đổi lấy độc lập, tự do như ngày hôm nay. Chiều nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh quận Sơn Trà tổ chức chương trình giao lưu ký ức một thời hoa lửa. Các đại biểu, các đoàn viên thanh niên đã lắng nghe các nhân chứng sống trực tiếp tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu của quân và dân ta kể lại cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ, lâu dài. Cuộc chiến có sự chênh lệch về vũ khí, phương tiện chiến đấu và giữa quân đội ta và thực dân Pháp lúc bấy giờ. Các nhân chứng sống tham gia chương trình còn đem đến cho các đại biểu, các đoàn viên thanh niên những mẩu chuyện về tình đồng chí, đồng đội, tình yêu quê hương, đất nước với quyết tâm chiến đấu giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.